Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số ngày nay thì hầu như nhà nào chúng ta cũng được kết nối wifi, internet ha. Nhưng mà chúng ta không biết cách để mà chúng ta đó là kiểm tra tốc độ internet như thế nào. Đôi lúc chúng ta thấy là wifi của nhà chúng ta bị chậm đi rất là nhiều, hoặc là chạy nhanh chạy chậm gì đó. Thì trong cái video clip ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn quý vị một số cách để mà kiểm tra cái tốc độ mạng internet của mình cũng như wifi của mình, coi nó nhanh hay nó chậm, tốc độ nó là bao nhiêu nha quý vị và các bạn. Thì đối với là một cái là cái là mạng á, ở nhà chúng ta, chúng ta cái quan tâm tới hai cái vấn đề quan tâm đó là thứ nhất đó là cái là pin của nó. Pin có nghĩa là gì? Là thể hiện là cái độ chảy của mạng, mà cái pin mà nó dưới 50 á là chúng ta xài ok đó. Và có một cái điều là mình biết đó là cái pin nó càng là càng nhỏ thì tốc độ nó càng nhanh. Cái thứ hai là tốc độ là download và upload. Download và upload thì trên mọi cái thiết bị đo của chúng ta đó, trên các trang web đo hoặc là các cái phần mềm đó, thì nó sẽ thường là nó để đó là megabit. Chúng ta chỉ cần lấy cái tốc độ đó chúng ta chia cho 8 là chúng ta sẽ được megabyte, là chúng ta biết được đó là cái tốc độ download hoặc là upload của nó là trong một giây thì nó sẽ đó là tải được bao nhiêu mê ha. Thôi thì bây giờ mình xin mời quý vị và các bạn hãy là theo dõi mình thực hiện các bước, và các quý vị có thể làm theo để mà chúng ta đó là biết được tốc độ mạng của nhà chúng ta là bao nhiêu nha quý vị. Thưa quý vị và các bạn, thì để đó là kiểm tra tốc độ mạng của là một cái mạng nào đó, thì bây giờ mình sẽ đo wifi nha quý vị, đo bằng cái mạng wifi. Thì ở đây đó là mình đã kết nối wifi và mình sẽ kiểm tra trên chiếc điện thoại iPhone của mình. Điện thoại nào quý vị kiểm tra cũng được hết. À, đây đây nó có nhiều cái wifi, và mình muốn kiểm tra cái là wifi của cái phòng tin học của mình thì mình đã kết nối vô. Sau khi kết nối xong, quý vị sẽ mở cho mình cái trình duyệt web lên. Quý vị sẽ mở trình duyệt web lên, trình duyệt web nào cũng được. Đây là trình duyệt web mới. Quý vị sẽ gõ vào cho mình cái chữ đó là bittest speed. Đây chữ bittest nó như thế này. Đây bittest nó như nhà này quý vị, bittest. Rồi, sau khi mở lên xong thì quý vị hãy chọn cho mình cái trang web đó là có tên đó là speedtest.vn. Trang web này nè quý vị, speedtest.vn. Vậy sẽ nhảy vào đó. Lúc này nó hiện ra sử dụng ứng dụng iSpeed cho di động á. Thôi mình không có cài đâu, mình đo trực tiếp ở đây luôn. Rồi tới đây chúng ta chỉ thực hiện đo. Và lúc này nó nhận diện được cái mạng chúng ta là cái mạng Viettel ha. Và cái địa điểm là ở thành phố Hồ Chí Minh, nó truyền về tới đây. Đó, thực hiện đo. Quý vị sẽ đợi, đợi trong khoảng đó là từ 5 tới 10 giây. Quý vị thấy pin của nó là 11 nè. Pin á, pin là 11. Rồi đó là download là 63 megabit. Upload nó đang nhảy lên nè quý vị. Đó, 61 megabit. Như vậy là tốc độ của này là nó sao đánh giá của là chất lượng mạng internet là 3 sao. Có nghĩa là xài ok thì được, ổn định là được. Để biết được cái tốc độ download có bao nhiêu, chúng ta lấy số 63 này, chúng ta đem chia cho 8. 63 thì nó gần 64, 64 là chia 8 thì nó ra đó là 8. 8 megabit. 8 megabyte, xin lỗi, 8 megabyte. Nói chung là tốc độ mà upload và tốc độ đó là download của cái mạng mình đang xài đó là khoảng 8 megabyte trên vòng 1 giây. Có nghĩa là chúng ta mà download một cái bộ phim mà 100 MB thì đó là nó khoảng đó là một giây là nó được đó là 8 megabyte, 10 giây nó sẽ ra đó là 80, có thể là lên nó được là 15 giây, 15 giây là được một bộ phim khoảng là 100 megabyte. Upload cũng vậy, tốc độ này tương đối là ổn định nha. Thì đây là cái cách để mà chúng ta đó là kiểm tra tốc độ mạng của chúng ta. Nếu như mà tốc độ mạng chúng ta quá thấp so với cái gói cước mà chúng ta đó là khi mà chúng ta cài đặt, thì chúng ta có thể đó là điện về tổng đài để mà chúng ta khiếu nại. Thì ở nhà mình đã có sử dụng cái trường hợp này rồi. Mình đó là đo xong rồi, mình đó là tốc độ mạng nhà mình hầu như là nó rất là thấp, xem YouTube nó còn không được nữa mà huống chi mà download cái gì. Từ đó mình đó là mới là sử dụng cái công cụ này đo xong đó thì lúc đó nó có 20 mấy megabit à trên một giây à, chia ra nó là chia cho 8 á thì nó cái chừng nó là 3 mê à. Cho nên nó là mình đã khiếu nại, sau khiếu nại xong thì tốc độ nó lên được như vậy. Thì sau khi nhà mạng nó kiểm tra lại thì nó sẽ được như vậy nè quý vị. Thì mình mong rằng ở những cái chia sẻ của mình sẽ đem đến những cái lợi ích cho quý vị và các bạn. Nói chung đây là một cách, còn rất là nhiều cách khác nữa. Đây là cách mình thấy là nó đơn giản nè. Thì quý vị cứ là kiểm tra xem. Ở đây nó có một cái đó là
download nè, pin nè, upload ha, ba cái là chế độ này. Vậy nhớ cho đo lại một lần nữa, pin nó vẫn là 11, tốc độ download đó 69, xong rồi đo tốc độ upload. Tốc độ upload lúc này nó đã giảm xuống còn 48. Nói chung là tại mọi thời điểm thì cái mạng ta không ổn định nha. Nhưng mà nó nhảy như vậy, nó dao động như vậy là cái ok lắm rồi. Ha. Thì video clip của mình đó là đến đây là kết thúc ha. Mình mong rằng những cái chia sẻ của mình nó sẽ đem đến nhiều lợi ích cho quý vị và các bạn. Nếu như cảm thấy những cái chia sẻ của mình có lợi, ha, hữu ích thì quý vị đừng ngần ngại ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Mình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.